Phương Hoa chào đón quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin Phạm Hương kín đáo thu hoài sexy đi ghi hình. Giám khảo chính của The Face hội ngộ Hoa hậu Phu Nhân 2012 cùng nhiều nghệ sĩ trong buổi ghi hình chương trình ở thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Hương diện bộ cánh hàng hiệu khoe vẻ thanh lịch năng động khi đi ghi hình The Face. Kiểu trang điểm sắc sảo tôn lên vẻ cá tính quyền lực cho nữ giám khảo. Hoa hậu Thu Hoài bận biểu với việc kinh doanh nhưng vẫn nhận lời làm giám khảo khách mời trong show truyền hình dành cho các người mẫu quảng cáo. Người đẹp rất sexy khi diện bộ váy của nhà thiết kế Công Trí, phần cổ sẽ sâu tới eo. Thu Hoài và Phạm Hương có mối quan hệ thân thiết như chị em. Diễn viên Trương Quỳnh Anh tươi trẻ đi ghi hình. Ghé một con cũng là giám khảo khách mời trong show truyền hình này. Hoa hậu Đông Nam Á dịu hơn giản dị và thanh lịch. Nhà thiết kế Hoàng Ngân và ca sĩ Na Thanh Ly góp mặt trong dàn nghệ sĩ tham gia The Face. Buổi ghi hình còn có nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, áo hậu Hoàng Anh và diễn viên Trương Minh Cường. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.